Hải sản là một trong những nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe cũng như là có nhu cầu cao trên thị trường, đặc biệt là các loài động vật có vỏ. Nó bao gồm tất cả những cái loại động vật từ tôm, cua cho đến những loài nhuyễn thể, và nó có rất nhiều lợi ích sức khỏe cho chúng ta. Bên cạnh đó, nó cũng có những cái rủi ro cũng như là tác hại khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều và tiêu thụ sai cách. Trong video ngày hôm nay, các bạn sẽ nhận được tất cả những giá trị đó, lợi ích sức khỏe đến từ thực phẩm có vỏ, chúng là gì và rủi ro của nó như thế nào. Hãy cùng nhau tìm hiểu tất cả vấn đề đó bây giờ nhé. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương. Và như thường lệ, bác sĩ có một cái fan page và có một cái nhóm Zalo chia sẻ về dinh dưỡng cũng như là cân nặng. Các bạn có thể tham gia với đường link truy cập phía dưới mô tả video hoặc bấm trực tiếp lên trên màn hình. Khi tham gia vào đây, các bạn có thể trò chuyện trực tiếp với bác sĩ, nhận được những lời tư vấn ngay lập tức. Đặc biệt, các bạn có vấn đề về sức khỏe hoặc có những thực phẩm chức năng nào ở nhà các bạn không biết sử dụng như thế nào, thì có thể chụp ảnh nhắn tin lên để bác sĩ có thể làm review những loại thực phẩm đó. Và để ủng hộ cho bác sĩ, các bạn hãy đăng ký bấm chuông kênh YouTube này và đừng tắt quảng cáo. Quay lại cái chủ đề ngày hôm nay, lợi ích từ thực phẩm có vỏ. Thực sự là các loại hải sản, đặc biệt là những loài động vật có vỏ, thì tất cả mọi lứa tuổi đều có thể tiêu thụ được loại này và có rất nhiều lợi ích cũng như là chất dinh dưỡng đối với sức khỏe. Bên cạnh đó thì có những cái rủi ro không đáng có nếu chúng ta sử dụng sai cách và sử dụng quá nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cái ý đầu tiên, đó là các loại động vật có vỏ là gì. Có hai nhóm động vật có vỏ chính, đó là các loại giáp xác và các loại nhuyễn thể. Một số những loại mà chúng ta sử dụng phổ biến nhất đối với nhóm giáp xác bao gồm cua, tôm hùm, tôm tít, tôm càng xanh, đó là những loại có vỏ. Một số loại nhuyễn thể phổ biến mà chúng ta tiêu thụ như là bạch tuộc, mực ống, sò, hàu, chai, ốc và bông bào ngư. Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng là một chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh thì nên có 2 bữa cá mỗi tuần, và cá sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều các chất béo tốt bao gồm omega 3 và omega 6. Và những loại omega này thì có thể bảo vệ trái tim của bạn khỏe mạnh. Tuy nhiên thì lại không có một cái giới hạn nào cho những loại động vật có vỏ các bạn có thể tiêu thụ mỗi tuần. Điều đó có nghĩa là bạn có thể thêm nhiều các loại động vật có vỏ, những loại giáp xác và những loại nhuyễn thể vào trong chế độ ăn của mình. Chúng ta đến với phần tiếp theo, đó là lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe của các loại động vật có vỏ. Những loại thực phẩm này sẽ có đặc tính dinh dưỡng cụ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như sau. Số 1, đó là chứa nhiều protein và ít calo, có nghĩa là nhiều chất đạm nhưng lại ít năng lượng. Khi sử dụng những loại động vật có vỏ thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một lượng chất đạm protein dồi dào, và các loại protein này thì rất giàu so với những loại thực phẩm khác. Loại này cũng rất dễ tiêu hóa và rất cần thiết để xây dựng cơ bắp, đặc biệt là những bạn vừa mới ốm dậy hoặc là đang tập thể dục cường độ cao. Ngoài ra thì nhiều protein cũng sẽ giúp bạn no lâu hơn, từ đó sẽ bạn tránh ăn vặt và làm những thực phẩm không tốt cho sức khỏe vào. Một ví dụ như là một khẩu phần ăn ngao tầm khoảng 85g thì đã chứa tới 22g protein nằm vào cơ thể. Đó là 40% cái lượng protein chúng ta cần nạp vào mỗi ngày theo chế độ ăn 2000 calo. Và ngao cũng khá là nạp, một phần ăn chứa 126 calo và rất ít chất béo. Những đồ vật có vỏ như là chai giàu protein, ít calo và ít chất béo thì nó sẽ giúp cho bạn duy trì cân nặng một cách hợp lý và tránh bị tăng cân. Tác dụng tiếp theo, đó là nó cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất. Đây là một trong những lợi ích lớn nhất của những loài động vật có vỏ, và nó sẽ cung cấp những cái loại vitamin và khoáng chất dồi dào như sau: vitamin E, vitamin B6, niacin hay còn gọi là vitamin B3, phosphor, magie, vitamin B12, đồng, kali, kẽm, riboflavin, sắt, iốt. Ngoài việc cung cấp vitamin và khoáng chất thì những loài động vật có vỏ còn cung cấp cả những chất chống oxy hóa cho cơ thể chúng ta. Ví dụ như là selen có thể giải độc tế bào cũng như là loại bỏ thủy ngân có hại ra ngoài cơ thể. Sắt giúp tạo ra các tế bào hồng cầu và iốt thì ngăn ngừa bệnh biểu cổ. Đó là những mặt lợi ích mà động vật có vỏ mang lại. Tác dụng tiếp theo, đó là nó liên quan đến chất béo và cholesterol. Một trong những lợi ích tiếp theo của những loại động vật có vỏ là nó sẽ chứa ít cái chất béo về mặt tổng số cũng như là chất béo bão hòa thì gần như là nó rất ít. Hải sản cũng như các loại động vật có vỏ thì sữa chứa nhiều các loại chất béo không bão hòa đa, có nghĩa là đây là một loại chất béo tốt cho cơ thể chúng ta cần nạp chủ yếu các loại này. Dầu từ các loại động vật hải sản hoặc là động vật có vỏ thì cũng sẽ giúp cung cấp omega 3, nó ngăn ngừa những cái bệnh tim mạch, huyết áp và những căn bệnh về mắt rất tốt. Một số các loại động vật có vỏ cung cấp cái lượng chất béo tốt, đó là con trai, cua, hàu và mực ống. Các nhà khoa học tin rằng là một chế độ ăn lành mạnh thì nên chứa ít hơn 300mg cholesterol mỗi ngày. Và những loại động vật có vỏ này với một khẩu phần ăn trung bình thì cung cấp cho ta 100mg
cholesterol mà thôi. Tuy nhiên tôm và mực là hai trường hợp ngoại lệ. Những loại này thì nó sẽ cung cấp nhiều cholesterol hơn so với mức thông thường. Và cuối cùng đó là rủi ro và an toàn khi sử dụng các loại động vật có vỏ. Có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe từ cách tiêu thụ những loại động vật này. Tuy nhiên có những rủi ro các bạn cần phải chú ý như sau. Số 1 đó là nguy cơ dị ứng. Các loại động vật có vỏ thì có tỷ lệ gây ra dị ứng khá là cao, và một khi các bạn đã dị ứng với những loại này thì bạn gần như là khó có thể ăn trong suốt cả cuộc đời. Và khi ăn những loại này nó sẽ kích thích cái hệ thống miễn dịch của chúng ta, gây ra một loạt những cái triệu chứng của dị ứng. Và nếu như tùy theo cái mức độ, nó có thể ảnh hưởng sức khỏe một cách vừa và nghiêm trọng. Ăn các loại động vật có vỏ sống, đây là một cái nguy cơ mà tiềm tàng rất nhiều những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm và bị nhiễm khuẩn. Và những căn bệnh này được gọi là vibriosis. Bệnh này sẽ xảy ra khi các bạn nhiễm các loại vi khuẩn mà sống ở trong nước mặn ấm. Các triệu chứng của cái bệnh vibriosis này thì bắt đầu khoảng từ 12 đến 24 giờ sau khi mà ăn. Và các bạn sẽ gặp những triệu chứng như sau: nôn mửa, sốt, ớn lạnh, tiêu chảy và có thắt dạ dày. Và các cái trường hợp nhiễm khuẩn vibriosis này thường là nhẹ, các bạn có thể uống nhiều nước như là đi ngoài để có thể là giải quyết vấn đề này. Và nếu như các bạn có quá triệu chứng quá nặng thì nên gặp bác sĩ để xử lý. Và đó là những kiến thức khá là hay và thú vị xung quanh cái việc tiêu thụ các loại thực phẩm, tiêu thụ các loại động vật có vỏ là thực phẩm. Hy vọng các bạn có thể thấy những điều đó là hữu ích. Và đừng quên là kiểm tra cái phần mô tả phía dưới video này, có rất nhiều những thông tin kỳ thú mà các bạn có thể khám phá. Đăng ký bấm chuông kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương để nhận được những thông tin hữu ích cho các bạn mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì bye bye.